lấy ra một cái phần view, file số view đấy, một phần view mình đưa vào cái file chính của file layout ấy. Thì chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của cái file PDF cô đã gửi này, và có file style và file index và ảnh kèm theo. Chúng ta làm thật là chính xác nha. Ví dụ như ở K1 đi, cô thấy là một số bạn là chép sai chính tả thôi. Chép sai chính tả cho nên là khi mà chạy nó sẽ gặp lỗi. Và khi gặp lỗi mình sẽ mất thời gian để mình chỉnh sửa. Thế nên là ngay từ đầu là mình nhìn cho nó chính xác thì gõ cho nó chính xác nhá. Rồi, thế sau khi các em làm được thì cô sẽ xem bài của một số bạn xem chúng ta có làm việc hay là chúng ta lại bỏ đi đâu. Tiếp theo ấy thì em sẽ phải tìm ở trên mạng hoặc là em tự em nhá, hoặc là tự em làm ra một cái giao diện. Sau đó em làm lại cái bài của cô giao với cái giao diện mới, được không? Với cái giao diện mới và cái phần header ở trên ấy, cái phần logo chữ to tướng đấy thì em điền tên em vào với cả mã sinh viên. Và phần footer ở dưới cũng thế, điền tên mình và mã sinh viên. Thì khi các em nộp bài thì cô biết rõ là bài của bạn mày làm chứ không phải là mượn của người khác. Được không? Thế thì cái phần giao diện đấy thì các em làm cho nó đẹp vào nhá. Các em có thể tìm ở trên mạng ấy, không nhất thiết là tự mình thiết kế, được không? Miễn là mình biết cách sửa để cho nó phù hợp với bài của mình. Thì cô để hạn đến tận ngày mai cơ, đúng không? Thế thì các em trong ngày hôm nay thì tốt, còn nếu mà chưa tìm được cái mẫu vừa ý thì em để đến ngày mai nhá. Thế thì công việc ngày hôm nay nó là như vậy. Có gì mà không làm được hoặc thắc mắc gì thì các em cứ hỏi. Bây giờ xem danh sách bài tập lớn trước đi đã, xem có gì cần chỉnh sửa không. Ừ, cô ạ. Cô cho em thêm vào nhóm 11 được không ạ? Được, để cô xem các bạn nhóm 11 thì có đồng ý nói chuyện với các bạn chưa? Em nói rồi ạ, nhưng mà trước em quên chưa điền nên là chưa có danh sách chưa đấy ạ. Như vậy bạn là gì nhỉ? Em là Đào Xuân Tùng ạ. Rồi, Đào Xuân Tùng nhá, Đào Xuân Tùng vào nhóm 11. Được rồi, cô ghi vào đây luôn. Vâng ạ. Cô thấy là lớp mình tránh cái nhóm 13 ra nhỉ? Đang từ là 12 vọt lên trang, lên trang lên nhóm 14 luôn, không có nhóm 13. Các bạn làm đi nhá, đằng nào mình cũng phải làm một bài cho nó ngay ngắn đẹp đẽ. Cô thấy là nhóm 1 cũng có một số bạn là bỏ đi đâu đấy, đến lúc mà cô gọi thì là không thấy người đâu cả. Không học vào lúc này thì lúc khác vẫn phải học đúng không nhỉ? Mình chịu khó mình làm luôn đi. Đấy, đúng rồi, đây là cái trang layout nhá, cái trang layout này vẫn để bên kia, đừng chạy, nó không chạy được đâu. Đấy, giờ nhá, thì có một cái đoạn, một đoạn mà mình sẽ đưa nó vào này, thì UL giới thiệu cái menu ở phía dưới, danh sách các lớp. Đấy, đây nhá, cái lệnh render action em nhìn thấy chưa? Rồi. Đấy thì em không chạy trực tiếp mà nó chạy, được chạy từ đây. Để chạy từ đây thì bây giờ em chạy bất kỳ file nào, nó sẽ chạy, nó sẽ gọi ra thằng category menu cho em. Em chạy file nào khác đi, xem tất cả sinh viên ý. Chạy cái file vào cái tất cả sinh viên đều chạy đến cái này à? Ừ, hay là chạy cái trường học manager, controller bên cạnh ấy, control bên cạnh ấy, bên chạy đấy. Lại em bị chờ rồi. Nó chưa trả lời.
Lúc nãy ông đờ đúng không? Thì cái gì đấy? Như vậy là Phương Nam có 5 việc này. Tiếp theo của bọn người khác. Nguyễn Ích Ngọc. Dạ có ạ. Ừ. Ừ, em chạy đi. Chưa chạy à? Đây ạ. Dạ, nó ra cái cửa sổ khác. Cô với các bạn chỉ nhìn thấy màn hình thiết kế thôi. Không okay. Nhìn thấy cửa sổ chạy của em đâu. À, thì chắc là em, tại vì em hai màn hình thì nên là em share theo cái thẻ. Đúng rồi, em phải share toàn bộ màn hình mới nhìn thấy màn hình kia. Dạ vâng. Để đây cô và các bạn nhìn lại được chưa? Được rồi đấy. Dạ vâng. Đây. Đây là xem cái sinh viên. Rồi, bấm vào các mục ở bên phải xem có ra không? Bên phải menu ấy, đấy. Đây ạ, đây ạ. Xuống dưới đi, công nghệ thông tin thôi nào. Rồi, chi tiết đây. Đi, chi tiết. Đây. Rồi, thì có thêm được sinh viên không? Cái thêm sinh viên này thì em nên tính hỏi cô à, nên tại vì em làm bằng cái HTML helper ấy ạ. Ừ. Nhưng mà xong là tất cả cái sinh viên thêm vào là đẩy về đây đúng không cô? Ừ. Đẩy về đây, thế thì em đang không đấy thì... không lấy được cái giá trị ấy vào trong cái này. Ừ, nó nhá, nó chỉ được một lần thôi nhá. Cái thêm sinh viên này nó sẽ được một lần thôi, tức là bản chất của mình đang làm đây là các danh sách này nó không liên quan đến nhau đâu. Nó lấy ra được tại vì nó đọc lại dữ liệu thì nó lấy ra được thôi, chứ còn cái danh sách mình chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia này chưa được đâu. Thì tức là mình chỉ thêm vào thêm một sinh viên vào rồi mà thôi. Thêm vào để biết cho vui vui thôi, nhưng mà thực ra nó chả thêm được vào đâu đâu. Nó chỉ thêm được cái danh sách đấy xong sang chỗ khác, nó lại là danh sách cũ, nó lại là danh sách 6 người ban đầu mình khởi tạo ấy. Nhưng mà thêm vào đấy thì mình thêm hẳn hay là mình dùng một cái form khác thêm à?